bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGAS. Thưa quý vị và các bạn, trong hoạt động kinh doanh bất động sản, nhiều doanh nghiệp lựa chọn mô hình hợp tác phát triển các dự án cùng các chủ thể khác. Điều này có thể xuất phát từ việc một chủ dự án có quỹ đất nhưng lại không đủ tài chính để triển khai, phải tiến hành kết hợp với một đơn vị khác có tài chính, kinh nghiệm để cùng triển khai dự án và phân chia lợi ích theo thỏa thuận cam kết. Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp có tài chính nhưng lại không có quỹ đất, hoặc là để có quỹ đất phải mất nhiều thời gian cho vấn đề thủ tục thì sẽ tìm kiếm và kết hợp với các doanh nghiệp có sẵn quỹ đất để cùng hợp tác triển khai. Vậy hiện nay có những hình thức hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản như thế nào? Các bên cần phải lưu ý gì khi tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản? Xung quanh nội dung này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Hồng Nhung, giảng viên cao cấp Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Vâng, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Hồng Nhung ạ. Thưa bà, theo quy định của pháp luật thì hiện nay có những hình thức hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản như thế nào ạ? Đó có thể là tổ chức trong nước, có thể là tổ chức cá nhân, cũng có thể là tổ chức trong nước ngoài có thể tham gia vào hoạt động đầu tư kinh doanh. Và các cái hình thức đấy có thể là đầu tư kinh doanh với nhà ở có sẵn, cũng có thể là đầu tư nhà ở hình thành trong tương lai. Cũng có những cái dự án mà có thể mua bán chuyển nhượng hoặc là đầu tư về thuê mua rồi chuyển nhượng một phần dự án hoặc là chuyển nhượng toàn bộ dự án. Có rất nhiều các hình thức đầu tư kinh doanh. Trong thời gian vừa qua thì cái nghị định 02/2022 cũng đã quy định ngày càng chặt chẽ hơn với 8 cái hình thức của cái hợp đồng trong cái hoạt động kinh doanh bất động sản. Vâng, thưa bà, vậy bà có lời khuyên gì đến các nhà đầu tư trong hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản để hạn chế được tối đa rủi ro và tranh chấp có thể xảy ra? Trước khi đặt bút ký vào một cái giao dịch, chúng ta phải tìm hiểu cái chủ đầu tư đó là ai, vị trí của nó nằm ở quy hoạch nào, đã có quy hoạch chưa. Và cái điểm thứ ba nữa là cái giá trị tài sản được trao đổi trên thị trường vào thời điểm đó, nó có phù hợp với chủ thể mà chúng ta tham gia giao dịch hay không. Điểm nữa mà chúng ta cần xem nữa đó là cái vấn đề pháp lý, quy hoạch, vị trí pháp lý của cái bất động sản đó. Nhưng quan trọng nữa là cái việc lựa chọn cái hợp đồng là gì. Hợp đồng góp vốn hay là hợp đồng vay vốn hay là hợp đồng hợp tác đầu tư thì chúng ta sẽ thấy là nó có quyền và nghĩa vụ khác nhau. Hợp đồng góp vốn thì lợi nhuận được chia theo vốn góp. Hợp đồng vay vốn thì phải có lãi suất, có thời hạn đáo hạn, có lãi phạt nếu mà vi phạm. Còn đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh thì sẽ phải có cái sự thỏa thuận chung chia như thế nào trong cái quá trình thực hiện cái việc góp vốn, rút vốn trước hạn ra sao, đáo hạn trước hạn ra sao, sau đó là như thế nào. Và hệ quả pháp lý phải nêu rất rõ trong cái hợp đồng giao dịch. Đừng để cho cái sự đã rồi xảy ra rồi cuối cùng mới bàn nhau về việc xử lý cái tài sản đó như thế nào. Bởi vì là thương nhau thì rào rậu cho chặt, phải làm rõ ngay từ ban đầu. Chủ đầu tư luôn luôn soạn thảo một cái hợp đồng sẵn, hợp đồng theo mẫu để các bên tham gia vào và có lợi cho cái người đứng ra soạn thảo, và bên kia chỉ có là gia nhập và thuận tình với cái giao dịch đó thôi. Anh chị đồng ý thì ký vào, còn không đồng ý thì chúng ta không nói chuyện với nhau tiếp theo được nữa. Thế nên là trong các cái rủi ro đó, để hạn chế những cái rủi ro thì khách hàng muốn trở thành những người thông minh thì hãy nghiên cứu thật chính xác những hồ sơ pháp lý liên quan trực tiếp đến dự án và đặc biệt liên quan đến quy hoạch sử dụng. Vâng, xin được cảm ơn bà. Chương trình Kinh doanh và Pháp luật trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGAS đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphapluat.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chấp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGAS mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà.
góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.